Diễm Quỳnh xin được mến chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã dành ra ít phút mỗi ngày để cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất và đáng chú ý nhất diễn ra ở trong nước và quốc tế trong vòng 24 giờ. Và đến với bản tin ngày hôm nay thì ngay sau đây xin mời tất cả quý vị sẽ cùng điểm qua những thông tin quan trọng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, gần đây, một ngư dân tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc khi ra khơi đã ghi lại được hình ảnh một đám mây cuộn kỳ lạ, được ví như gậy thần thông thiết bản của Tôn Ngộ Không, khiến cư dân mạng phải thốt lên. Thật ngoạn mục, một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy tại Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Một cột mây trắng khổng lồ vắt ngang giữa biển nước và bầu trời, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Kênh truyền thông đại lục Welu ABN đưa tin, theo người quay video, anh Tiêu Tất Thành, một ngư dân ở huyện Trường Đảo, thành phố Yên Đài, vào khoảng 6 giờ sáng anh đã vô tình phát hiện ra đám mây cuộn bất thường này khi đang làm việc trên biển. Anh Tiêu nói cảm giác thật kỳ diệu, giống như cây gậy thiết bản vàng. Lúc đó, anh không biết đây là đám mây cuộn, một trong 9 kỳ quan của thế giới. Tiêu Tất Thành cho biết đám mây cuộn này kéo dài hơn 10 phút trước khi hiện tượng thiên văn kỳ lạ này xuất hiện. Mặc dù trời nắng ráo nhưng lại có sấm sét. Đám mây xuất hiện không lâu thì trời tối sầm lại, biển động, gió nổi lên, sóng cũng rất lớn, tàu rung lắc dữ dội nên họ dọn đồ trở về. Theo các chuyên gia khí tượng, đám mây cuộn thường là điềm báo trước của dông bão và rất hiếm gặp. Nó được mệnh danh là một trong những 9 đám mây kỳ lạ trên thế giới. Theo Tây Du Ký, gậy thiết bản là pháp khí được Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sử dụng để hàng yêu, từng làm trấn hải thần châm, kinh thành trấn biển của Đông Hải Long Vương do Thái Thượng Lão Quân luyện thành quy luật vô song. Theo Sơn Hải Kinh, gậy thiết bản cũng là pháp khí được vua Đại Vũ sử dụng để trị thủy. Năm đó khi Đại Vũ trị thủy, ông đã không chỉ nạo vét sông ngòi mà còn phải dùng hàng phục yêu quái ẩn mình trên dòng sông và trong núi rừng bằng cây gậy thiết bản vàng. Sau khi Đại Vũ hoàn tất việc trị thủy, ông đã để lại gậy thiết bản ở Biển Đông và trở thành trấn hải thần châm của Đông Hải Long Vương. Đoạn video ghi lại cảnh tượng đám mây, gậy thiết bản hiếm có được lan truyền trên mạng Internet khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Một số người thốt lên thật ngoạn mục, cũng có người nói là thật là kỳ diệu. Có cư dân mạng cho rằng ngày mai 7 hành tinh sâu chuỗi có lẽ sẽ là một ngày phi thường. Nếu nhân loại gặp phải bất cứ chuyện gì thì đó là điều tự làm tự chịu. Hãy nhìn những hành động quân sự phi chiến tranh mà đất nước Trung Quốc ban bố kết hợp với những dị tượng xuất hiện gần đây. Hãy lưu tâm quan sát, có khá nhiều truyền thuyết về ngày tận thế của trái đất, trong đó có một truyền thuyết kể lại rằng khi 8 hành tinh nằm trên cùng một đường thẳng hoàn hảo hướng đến mặt trời, đó sẽ là ngày tận thế của trái đất. Năm 1983 đã xảy ra sự kiện tất cả các hành tinh, kể cả Diêm Vương Tinh và trái đất đều nằm trong cùng góc 96 trên bầu trời. Không phải là một đường thẳng nhưng hầu hết mọi người đều lầm tưởng. Tất cả các hành tinh nằm một phía và mặt trời cũng nằm trong một góc. Thường xảy ra vào khoảng 200 năm một lần, khi các hành tinh nằm thẳng hàng hoặc ở vị trí gần với một đường thẳng trên bầu trời. Nhiều người cho rằng hiệu ứng lực hấp dẫn của tất cả các hành tinh này cộng lại sẽ gây ra thảm họa động đất, sóng thần trên trái đất. Cũng như cư dân mạng chỉ ra rằng có vẻ như những câu chuyện thần thoại cổ đại đều có cơ sở, chỉ là người thời đó không giải thích được, nên chỉ có thể gọi đó là thần thoại mà thôi. Tài khoản Weibo Showbiz Hồ nói nếu nhân loại gặp phải bất cứ chuyện gì thì đó là điều tự làm tự chịu. Kính thưa quý khán thính giả, trong hơn một tháng vừa qua, tình trạng mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp gây ra bao thảm cảnh điêu đứng cho gần 20 triệu dân sống ở khu vực Thượng và Hạ Lưu, làm thiệt hại hàng chục, thậm chí đến hàng trăm ngàn người, tàn phá nhà cửa, đất đai, hoa màu của cải, gây thiệt hại hàng chục tỷ đô la, gây kinh hoàng và chấn động dư luận. Nguy hiểm hơn, khi một số đông người Trung Quốc đã bỏ xứ xa quê, vác ba lô đến biên giới 7 tỉnh phía Bắc Việt Nam tìm cách vượt biên nhằm tìm sự sống mới. Họ chuyển tay nhau chỉ có Việt Nam là nơi yên bình và đáng sống trong thời điểm hiện tại mà thôi. Thưa quý vị, trong lúc chính quyền và người dân vẫn đang chật vật đối phó với lũ lụt thì như kiểu họa vô đơn chí mà ông trời dường như chưa muốn buông tha cho đập này. Khi vừa qua, cơn bão số 5 lại tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh miền Nam của Trung Quốc, khiến cho tình hình mưa lũ tại khu vực đập Tam Hiệp càng thêm trầm trọng hơn và ngày càng nguy hiểm hơn.
Thưa quý vị, cơn bão mới đã khiến nhiều khu vực tại Trung Quốc bị thiệt hại vô cùng to lớn, đến cả các thùng container cũng bị thổi bay. Sáng ngày hôm qua, cơn bão số 6 đã đổ bộ vào Quảng Tây, Thượng Hải, gần khu vực trung tâm. Sức gió tối đa đạt trên cấp 12, gió mạnh khủng khiếp đã gây ra thiệt hại rất lớn cho vùng ven biển của hai tỉnh trên. Cuồng phong mang theo mưa lớn quét dọc bờ biển đã gây ra thiệt hại lớn. Cơn bão đã khiến cho nhiều thùng container bị thổi bay. Cây to 30-40cm cũng bị đổ ngang và đè bẹp nhiều xe cộ. Mái nhà xưởng bị lật tung, ô tô cũng không thể di chuyển được vì không thể chống lại cơn cuồng phong. Kèm theo đó là tiếng gió rít rất dữ dội. Ngoài ra, một đoạn video khác trên mạng xã hội cũng cho thấy cơn bão đã gây mưa lớn và ngập lụt tại nhiều khu vực khác như Giang Tây, Quảng Châu, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, An Huy. Và theo một số thống kê sơ bộ, gần 2 ngày qua đã có 1.674 người thiệt mạng và mất tích trong cơn bão khủng khiếp này. Bão dữ đã gây ra mưa lớn xảy ra ở lưu vực sông Dương Tử, khiến cho mực nước của hồ chứa đập Tam Hiệp tăng vọt. Các cơ quan chức năng cho hay mực nước đã vượt qua mức kỷ lục cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, dữ liệu về mực nước do chính phủ cung cấp bắt đầu dao động trong một phạm vi nhất định và nó không khớp với lưu lượng dòng chảy vòng ra của hồ. Theo Tân Hoa Xã, trận lũ số 3 năm 2022 của sông Dương Tử đã đến, lưu lượng dòng chảy của hồ chứa Tam Hiệp lần này còn gấp bội, đạt trên 61.000 mét khối mỗi giây, với lưu lượng dòng chảy ra khỏi hồ cũng vì thế mà tăng lên 35.000 mét khối mỗi giây. Con số lưu lượng dòng chảy vào hồ là 60.000 mét khối mỗi giây tiếp tục duy trì cho tới nay. Căn cứ theo dữ liệu mực nước thời gian thật do mạng thủy văn Trung Quốc của chính phủ cung cấp, mực nước và lưu lượng dòng chảy vào ra hồ chứa đập Tam Hiệp như sau. Lưu lượng nước vào luôn cao hơn nhiều so với lưu lượng nước ra. Tuy nhiên, mực nước từ hồ chứa do chính phủ cung cấp lại không duy trì tốc độ tăng cao. Dữ liệu từ chính phủ cho thấy mực nước đã tăng khoảng 0,82 mét trở lên, từ 163,47m lên tới 164,29m chỉ trong vòng 1 giờ. Khi mực nước của hồ chứa Tam Hiệp đạt 164,29m, nó đã vượt quá mức cảnh báo 145m tới 19m, chỉ còn chưa đến 10m nữa sẽ cán mốc mực nước cao nhất của hồ chứa đập Tam Hiệp là 1,5. Rõ ràng nếu mực nước cứ tiếp tục tăng đều với tốc độ 0,82m/giờ, chắc chắn nó sẽ gây ra sự hoảng loạn trong cộng đồng dân chúng. Hiện tại, việc đập Tam Hiệp có vỡ hay không đã trở thành một chủ đề được quan tâm rộng rãi cả trong và ngoài nước. Vài ngày trước, các quan chức đã thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã có dấu hiệu dịch chuyển, biến dạng và rò rỉ, nhưng họ vẫn khẳng định rằng nó vẫn ở trong phạm vi bình thường. Ba dữ liệu của dòng chảy ra vào và mực nước không nhất quán đã cho thấy ít nhất một trong số chúng là không chính xác hoặc cả ba đều không chính xác. Theo những bức ảnh do Tân Hoa Xã công bố, việc xả lũ đập Tam Hiệp đã được tăng từ 6 cửa lên tới 10 cửa. Nếu xả lũ tiếp tục tăng, nó cũng sẽ khiến cho các khu vực hạ lưu nhân tâm hỗn loạn. Mưa lớn trên khu vực sông Dương Tử vẫn tiếp tục kéo dài, mực nước trên dòng chính và dòng phụ của sông Dương Tử, hồ Động Bình, Bà Dương đã vượt qua mức cảnh báo. Trong nhiều giờ qua, nhiều hồ nước xả lũ, tình hình tràn đập, tràn đê, vỡ đập diễn ra liên tục. Giang Tây, Hồ Bắc thậm chí còn chủ động phá đê. Lũ lụt lan tràn ở khắp nơi, người dân đang sống trong cảnh thấp thỏm, hoang mang, không biết đập Tam Hiệp có thể oằn mình chịu đựng được bao lâu nữa. Rất nhiều người đã tìm cách bỏ của trả lấy người và quan niệm còn người còn của, không luyến tiếc bất cứ điều gì. Giống như đang mang bản án tử hình treo trên đầu của mình vậy, một khi đập Tam Hiệp bị vỡ toang. Và ngày hôm qua, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2022. Trong cơn bão vừa qua, dự đoán dòng chảy tối đa và hồ chứa Tam Hiệp là trên 60.000 mét khối trên giây. Ngoại giới lo ngại đập Tam Hiệp sẽ không thể chịu đựng thêm được nữa. Kể từ tháng 5 cho đến nay, lưu lượng sông Dương Tử ở Trung Quốc đã phải liên tục hứng chịu những trận mưa to xối xả không ngừng. Trận lũ số 1 và số 2 cũng lần lượt suốt từ đầu năm đến nay, đến thời điểm hiện tại vẫn không ngừng xả lũ, khiến cho các khu vực tại Trung và Hạ Lưu cùng Thượng Lưu sông Dương Tử liên tục phải hứng chịu lũ lụt. Truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin, cơn lũ mới đã gây ra sạt lở ở thượng nguồn sông Dương Tử bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Những khu vực thuộc thượng nguồn sông Dương Tử như sông Măng Giang, sông Gia Lăng, đập hướng Gia Bá, đến Thống Thang và thậm chí cả khu vực đập Tam Hiệp đều có lượng nước tăng mạnh.
Cục Thủy văn thuộc Ủy ban Thủy lợi sông Dương Tử của Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã chính thức tuyên bố trên thượng nguồn sông Dương Tử đã hình thành cơn lũ số 3 năm 2022, dự kiến lưu lượng dòng chảy của đập Tam Hiệp khoảng 65.000 mét khối mỗi giây. Một con số kinh hoàng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã đưa ra cảnh báo đỏ, mức cao nhất của lũ lụt tại hồ chứa Tam Hiệp ra khu vực Thống Thang thuộc thượng nguồn sông Dương Tử, cảnh báo màu cam và lũ lụt tại các đoạn bên dưới hồ Động Đình, Bà Dương, Thúy Dương và ngay cả báo lũ lụt tại sông Kênh Giang. Ngoài ra, hãng thông tấn Đài Bắc của Đài Loan cho hay, do ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục ở khu vực sông Dương Tử, tòa nhà của nhà máy sửa chữa đường Đại An ở Tân Bình, khu Bắc Giang, thị trấn Viết Khê, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ảnh hưởng bởi lở núi và lũ quét. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, một lượng lớn đất đá đã cuốn trôi nhà máy và ít nhất 200 người đã thiệt mạng. Một vụ lở núi cũng được ghi nhận tại xã Thổ Địa, quận Phủ Long, thành phố Trùng Khánh. Đấy cũng là một khu vực nằm ở thượng nguồn sông Dương Tử. Theo báo cáo, vụ lở núi đã chặn ngang dòng sông Thiên Hà ở địa phương tạo thành một hồ nước tạm thời, với khối lượng nước là 420.000 mét khối và đang có hiện tượng rò rỉ nước gây nguy cơ vỡ bờ hồ bất cứ lúc nào. Tại Kiến Thụy, tỉnh Hồ Bắc thuộc khu vực hồ chứa Tam Hiệp vào ngày hôm qua, mưa như chút nước đã khiến khu vực nội thành bị ngập lụt. Chính quyền huyện đã tiến hành công tác ứng phó khẩn cấp, kiểm soát lũ cấp 1. Đập Tam Hiệp có thể tồn tại trong bao lâu nữa? Trên thực tế, cho tới nay, mức độ an toàn của đập vẫn đang là vấn đề gây tranh cãi trong một thời gian dài. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã thừa nhận rằng, đập Tam Hiệp đang có hiện tượng dịch chuyển rò rỉ và biến dạng nhưng không tiết lộ dữ liệu chi tiết. Sau đó, một đoạn video mô phỏng vỡ đập Tam Hiệp được đăng tải lên mạng xã hội. Theo như giới thiệu của video, nếu đập Tam Hiệp vỡ, lũ lụt cao gần 100 mét sẽ được giải phóng với tốc độ hơn 100 km/h trong vòng 30 phút sau khi vỡ đập. Trận lũ sẽ phá hủy các con đập ở thành phố Nghi Xương với tốc độ 70 km/h. Trận lũ sẽ phá hủy cả Nghi Xương trong vòng 5 giờ. Mực nước ở Nghi Xương sẽ cao tới 10 mét. Video này đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Thế nhưng phía chính quyền Trung Quốc lại không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Do đó, hiện tại tình hình kiểm soát lũ ở Trung Quốc đang vô cùng nghiêm trọng. Và điều gì sẽ xảy ra nếu một siêu lũ khác ở thượng nguồn đập Tam Hiệp bùng phát? Điều này quả thật khiến cho ngoại giới lo lắng. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại nội dung bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi đến cuối video. Mọi ý kiến đóng góp về nội dung tin tức có trong bản tin, xin mời quý vị để lại dưới phần comment. Chúng tôi sẽ nhanh chóng kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin được mến chào và hẹn gặp lại.